Vị đại tổ sư, ngưỡng bạch thượng tọa Thích Thanh Nghê, ủy viên ban trị sự Phật giáo thành phố Nam Định, giảng viên trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định, trụ trì tổ đình chùa Vị Dương. Kính bạch thượng tọa, ngày hôm nay hàng Phật tử chùa Phúc Nương chúng con khát ngưỡng công đức quy Tam Bảo nhân ngày lý nhật của chư vị tổ sư khai sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Sa Bà Đa Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Thanh Nghiêm chủ trì chùa Ấn Độ. Hôm nay chúng chủ sư có ngày quý mặt tiền đỏ. Từ sáng tới giờ các cái công việc lễ bái tụng niệm và đến thầy giờ này thì chúng chủ sư đại đức cũng đã lập đàn quy cho Phật tử và thời gian giờ để truyền giới tăng quy cho Phật tử. Đại đức đã tác bạch về chư tăng chứng minh và truyền thụ tăng quy cho Phật tử được giới châu tuệ mạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch trên chư thượng tọa đã từ bi hoan hỷ cho người hàng Phật tử chúng con nhất nhất đến để cầu thỉnh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi tính nghe pháp thì yêu cầu các Phật tử chúng ta tắt điện thoại và giờ các Phật tử chúng ta ngồi xuống gì dự ra quy là gì được rồi. Thì chúng chủ sứ đây đại đức đã lập bản quy truyền giới cho Phật tử tới thời giờ vào truyền giới cho Phật tử thì các vị chắp tay trang nghiêm, chắp tay trang nghiêm để đọc theo thầy. Thầy đọc như thế nào thì các vị sẽ đọc theo như vậy. Khi thầy đánh vào tiếng chuông thì các vị vái theo mật lệ, vái theo mật lệ. Thì thưa với các vị rằng là các vị thụ tam quy đấy, tam quy cho hàng Phật tử đấy, tam quy cho hàng Phật tử. Thì những người nam giới, những người nam giới thì được gọi là yêu và tắc giới, những người nữ giới thì được gọi là yêu và di giới. Thế nên trong phần trong đệ tử của Đức Phật thì có bốn chúng: tỷ khiêu tăng và tỷ khiêu ni và yêu và tắc giới, yêu và di giới. Đó là bốn chúng đại diện cho hàng xuất gia cũng như là cho hàng đệ tử tại gia. Thì các vị là hàng đệ tử tại gia được truyền cái giáo pháp của Đức Phật trao truyền cho. Thì cái tên thường gọi của các vị ở nhà bố mẹ đặt cho thì các vị đang gọi cái tên thường gọi như bây giờ. Và đến mùng 1 này thì các thầy sẽ phát cái điệp thụ giới cho các vị. Cái điệp thụ giới cho các vị sẽ có cái tiền hiệu. Cái tiền hiệu đó là do các thầy đặt cho các vị. Mà cái tiền hiệu đó là cái tiền hiệu đó là tên mà Phật đặt cho. Mà đấy gọi là bởi vì mình theo Phật cho nên đệ tử của Phật. Đấy, thì ví dụ như là nam giới thì có cái hiệu là Nguyễn Văn An tự phúc bình Nguyễn Văn An tự phúc bình. Còn ví dụ như là nữ giới thì Trần Thị Tâm hiệu Diệu Hiền. Nam giới thì là tự phúc, còn nữ giới thì hiệu Diệu. Và các vị phải nhớ sau này sẽ đến mùa 1 này sẽ phát cho các vị cái sắc nghiệp đó và các vị sẽ có cái tên hiệu đó để các vị phải nhớ cái tên hiệu của mình. Vì làm sao mà phải đi quy Phật như vậy? Quy Phật là gì? Quy Phật là những người Phật tử tại gia, còn các thầy đây là những người Phật tử xuất gia. Cho nên là có hai giới, một là giới đệ tử xuất gia là đệ tử tại gia thì các vị quy Phật này đấy gọi là đệ tử tại gia. Còn nếu mà các vị không quy Phật thì hàng ngày đó, hay là các cái ngày rằm, các cái ngày mùng 1, các ngày tuần đó các vị mang lễ, các vị ra chùa, các vị lễ thì các vị đó chỉ vì lễ Phật. Chứ còn các vị chưa có sắc, chưa có điểm nên là chưa phải là đệ tử của Đức Phật được, mà chưa có cái sắc điểm này, chưa có cái sắc nghiệp. Cái sắc nghiệp là gì? Cái sắc nghiệp cũng ví như là người học hết cấp 2, hết cấp 1 thì có cái bằng phổ thông như vậy. Thì các vị đi quy này thì có cái sắc nghiệp giống như cái bằng đó. Các
Còn nếu mà những cái người mà không đi học đó, thì cũng không có cái bằng, cũng không có cái bằng và cũng không có cái chứng chỉ. Vì đi học thế này mới có cái bằng, mới cấp cho các vị cái bằng được. Thì các vị có đi quy này thì mới cấp cho các vị cái xác định được. Còn không quy thì mới làm sao mà cấp được, làm sao mà cấp được. Thế cho nên là khi các vị có 250 về già, 250 về già thì chắc chắn. Nhưng mà các sư có vào để mời nhỉ? Các sư thì mà làm lễ để chỉnh xác nghiệp, có được một chỉnh. Tâm đính vẽ, tâm đính vẽ, thập phương tam giới, thường chủ Phật, nhất tâm đính lễ, thập phương pháp giới, thường chủ pháp, nhất tâm đính lễ, thập phương pháp giới, thường chủ tăng, nhất tâm đính lễ, bản sư thích ca, mâu ni Phật, nhất tâm đính lễ, đương hội đạo tràng, nhất thiết chư Phật, nhất tâm đính lễ, đương hội đạo tràng. Chư tôn pháp, chư hiền thánh tăng, chư đại bồ tát, nhất tâm đính lễ, lịch đại tổ sư, chư vị bồ tát, biến pháp giới, thập phương tam thế, nhất thiết thường trụ tam bảo. Thưa quý Phật tử, thì các vị vừa mới lễ 10 phương Phật, 10 phương Tháp, 10 phương Tăng. Phật có 10 phương, Tháp cũng có 10 phương, Tăng cũng có 10 phương. Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Thượng Phương Hạ Phương, cho nên đủ 10 phương. Pháp thì cũng có đủ 10 phương. Pháp tức là những lời của Đức Phật đã nói ra, cho nên đấy gọi là Pháp. Tăng là các vị thừa hành cái giáo pháp của Đức Phật, cho nên đấy gọi là Tăng. Tăng gọi là tăng đoàn, tăng gọi là tăng già, tăng gọi là tăng chúng, cho nên được gọi là tăng. Thì ba ngôi này được gọi là Phật, Pháp, Tăng. Ba ngôi này được gọi là Tam Bảo. Tam Bảo tức là Phật, Pháp, Tăng, không thể thiếu trong ba ngôi đó. Thì các vị đã lễ 10 phương Phật và các vị đã lễ 10 phương Pháp, các vị đã lễ 10 phương Tăng rồi. Và các vị lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ, là giáo chủ của chúng ta, bởi vì Ngài là người tìm ra cái giáo lý Phật Pháp đầu tiên và đứng đầu Phật giáo, cho nên được gọi là giáo chủ, được gọi là giáo chủ mà tìm được cái chân lý Phật Pháp đầu tiên, cho nên được gọi là ông Thủy Tổ. Thủy Tổ là cái người khai sáng, cho nên được gọi là Phật Tổ. Phật Tổ mà Ngài là ở tại Ấn Độ, nước đó gọi là Lê Ban, thành đó là Ca Tỳ La Vệ. Ngài là con vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Ma Gia Phu Nhân. Năm 19 tuổi Ngài đi xuất gia và năm 30 tuổi Ngài thành Phật. 80 năm Ngài giáo hóa, tức là thuyết pháp, sau này gọi là pháp ấy, thuyết pháp, và chỉ dạy dẫn dắt cho mọi người đi theo đạo, theo chính pháp.
cho nên gọi là Phật. Và năm 80 tuổi thì Ngài nhập diệt ở tại Kautila, ở rừng Sala Santhu, thọ 80 tuổi. Cho nên giáo pháp của Đức Phật được truyền cho tới ngày nay 2600, hơn 600 năm. Thì các vị đã lễ Đức Giáo Chủ Quảng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và các vị lễ đương hội đạo tràng Nhất Thiết Chư Phật, tức là nhiều vô số các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Và các vị đứng lễ đương hội đạo tràng Chư Tôn Pháp, tất cả các giáo pháp của ba đời Chư Phật. Và các vị lễ tất cả các chư vị Bồ Tát, các vị lễ tất cả các chư hiền thánh tăng, rồi các vị lễ tất cả các vị lịch đại tổ tiên từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, gần 3.000 năm nay. Rồi các vị lễ hết tất cả 10 phương pháp giới thường trụ tam bảo, thường trụ tam bảo, và lễ Phật tất cả 10 phương như vậy. Các vị chắp tay lại tiếp. Lô hương xả nhiệt, lô hương xả nhiệt, pháp giới mong huân, pháp giới mong huân, chư Phật hải hội, chư Phật hải hội, tất giao văn, tất giao văn, tùy sứ kết tường vân, tùy sứ kết tường vân, thành ý phương ân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân, chư Phật hiện toàn thân, Nam Mô Hương Vân Cái, Nam Mô Hương Vân Cái, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế thì các vị chắp tay để lấy cái bài niệm hương, là khói hương bay khắp cả 10 phương pháp giới và kết thành những cái đài sen, kết thành những cái án mây lành. Thì chư Phật hội tụ ở những cái đài sen đó, hội đi diệu pháp, đi diệu pháp, bách thiên vạn ước kiếp, bách thiên vạn ước kiếp, nam tao ngộ, nam tao ngộ, ngã kim kiến văn, ngã kim kiến văn, đắc thủ trì, đắc thủ trì, nguyện giải Như Lai, nguyện giải Như Lai, chân thực nghĩa, chân thực nghĩa, Nam Mô Khai Bảo Tạng, Nam Mô Khai Bảo Tạng, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bản Sư, Nam Mô Bản Sư, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì các vị vừa mới đọc cái bài kệ, tức là khen ngợi và tán thán Đức Phật, vô thượng thâm vi diệu pháp, tức là cái giáo pháp của Đức Phật này thì nó cao lên đến tận trời, mà nó sâu xuống tới tận biển, xuống tận tứ địa ngục, mà nó đều màu nhiệm. Trăm nghìn năm, vạn đức năng khó có thể mà gặp được. Giáo pháp của Đức Phật này nó lên tới tận trời. Ví dụ như trên trời này thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là cai quản, nhưng có những cái con yêu tinh đấy mà nó lên nó quấy rối ở trên trời, như là con yêu hầu, các vị xem Tây Du Ký đó, là con khỉ đó, nó lên nó quấy rối ở trên trời này, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế này cũng không thể, các thiên binh thiên tướng nhà trời không thể bắt được nó, không thể hàng phục được nó, cho nên phải mời Phật đến hàng phục nó, thì nó mới gì, nó mới chịu tu luyện và nó mới chịu không phá phách. Còn đến dưới biển thì long vương là những cái loài mạnh mẽ nhất, mà những cái loài gọi là cai quản cả biển cả, cho nên cũng không ai dám động đến long vương. Nhưng mà hẹn Quan Âm Bồ Tát hoặc là chư Phật mà đi qua biển thì rồng nó sẽ nổi lên để chở các đức Phật qua biển cả. Thế còn có người nào là người dám động đến con rồng này đâu, nó chỉ phun những cái nọc độc ra, hoặc nó phun lửa, hoặc nó phun nước lên thì nó sẽ bị ngấm chìm hết, chỉ có mỗi Đức Phật phải hàng phục được nó, cho nên gọi là biển. Còn ở dưới
Long cung này, ở dưới địa ngục này thì thập điện Diêm Vương, tức là 10 con vua cai quản trong gì? Trong 18 cửa ngục đó thì chỉ có Đức Phật mới cứu được chúng sinh thoát khỏi những cảnh địa ngục. Thế cho nên là giáo pháp của Đức Phật này lên đến trời thì nó cũng sẽ màu nhiệm, xuống những biển cũng sẽ màu nhiệm, xuống những địa ngục nó cũng sẽ màu nhiệm. Mà giáo pháp này mà 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 1000 năm khó có thể mà gặp được, khó có thể mà gặp được. Thế thì ngày hôm nay các vị gặp được cái này, gặp được mà các vị đang thụ giới, mà các vị đang thụ giới tam quy này, để các vị cầu giới này thì các vị phải thụ trì, mà các vị phải vâng giữ, thì xin Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca đó hãy thương xót tất cả mọi người đó, mà Đức Phật Thích Ca đó hãy dạy bảo cho cái phương pháp để mà tu hành. Thì dạy bảo những cái phương pháp tu hành như thế nào thì các vị chắp tay lại và đọc theo. Bây giờ tên của các vị là gì ở đây thì các vị đọc ra nhé. Ví dụ như thầy đọc là Ngã Đệ Tử Con thì các vị tên là gì thì các vị xưng ra nhé. Ngã Đệ Tử Con, chí tâm sám hối, vãng tích sở tạo, chư ác nghiệp giai do vô thỉ san, sân si tòng thân khẩu ý, chi sở sinh nhất thiết ngã kim, giai sám hối. Nam mô thập phương tam thế, nam mô thập phương tam thế, nhất thiết thường trụ tam bảo, tác đạt chứng minh. Thế thì các vị muốn lễ Phật này, các vị muốn nào của người ta cũng làm từ mồ hôi nước mắt mà ra, một đồng một hào của người ta cũng tích góp mà có. Thế cho nên mình ăn trộm, mình ăn cắp là mình thấy cái điều tội lỗi. Còn những cái việc mà tham lam của người ta đấy, cho nên cái gì cũng mơ của lòng mình thì nói chung là mình bớt cái lòng tham được. Cho nên là cái thân phải bỏ được 3 cái, hạn chế được 3 cái, tức là bớt những cái việc giết, bớt những cái việc chết chóc cho nó đỡ khổ đau, cho nó đỡ phải đem cái lòng từ bi đó mà thương xót, rồi bớt những cái lòng, bớt những cái trộm cắp, đừng trộm cắp của người ta mà sinh ra những cái oán hận, rồi bớt những cái tham lam mà muốn vơ vét vào lòng mình, cái gì cũng muốn vơ vét vào lòng mình thì bớt đi, đó là cái việc thân như vậy. Còn khẩu thì nó có bốn, thứ nhất là không được nói dối. Có nào nói vậy đúng thì mình bảo đúng, mà sai thì mình bảo sai. Đấy. Có thật thì mình nói thật, mà mình không nên được nói dối, mà không nên nói cái gì cái lưỡi đuôi chiều, tức là có thì nói có, không thì nói không. Cho nên là mình hay mắc phải cái tài sản, mắc phải cái tội, tức là nói dối. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là ỉ ngữ, tức là hay cạnh mình là có hơn người ta, hay là hay cạnh mình giỏi hơn người ta, hay là cạnh mình là gì? Hay cạnh mình là những cái người biết hơn người ta, cho nên là coi thường mọi người, cho nên đấy gọi là ỉ ngữ. Và đến cái thứ ba nữa là thêu dệt, có một thì nói lên 10, có 10 thì nói lên 100, có 100 thì nói lên tới 1000, 1000 thì nói lên tới 1000, nên như vậy thêu dệt. Đấy là cái tội thứ ba. Và đến cái tội thứ bốn đó là tội ác khẩu, nói những cái điều ác độc, nói những cái điều nguyền rủa, mà nói những cái điều gọi là tay kiến, hoặc là nói những cái chuyện gọi là rất là ác độc. Thế nên có bốn tội. Và đến cái ý thì lại có 3 tội nữa,
đó là tham sân si. Tham tức là tham lam, tham tức là tham lam đấy, của người ta thì mình muốn vơ vét về của mình, đấy gọi là tham. Sân tức là sân hận, sân tức là sân hận. Đã tham rồi nhưng mà lại còn sân hận nữa, đã sân hận rồi cho nên lại còn cu chi nữa, cho nên gọi lại thành 10 cái điều xấu. 10 cái điều xấu này thì gọi là thập ác. Thập ác mà muốn không có 10 cái điều xấu này thì mình phải làm 10 cái điều tốt. 10 cái điều tốt cho nên nó trở thành thập thiện. Thập thiện thì đấy gọi là sám hối. Đấy gọi là sám hối. Sám hối là gì? Sám hối tức là giải bày. Giải bày những cái điều sai trái của mình, mà ăn năn hối hận những cái điều gì? Những cái điều sai trái mà mình đã gây ra, mà mình đã làm ra, mà mình phải biết những cái điều sai trái như vậy để mà sửa đổi, thì như vậy mới là hết tội. Vì đã hết tội như vậy thì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng mới gì, mới chứng minh cho cái tấm lòng của mình. Chứ còn nếu mà mình không làm được như vậy thì chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng không chứng minh cho cái lòng của mình. Cho nên mình phải thành thật để mà ăn năn hối gì, hối lỗi cái tội từ nói dối mà ra, rồi cái tội từ gì ác khẩu mà ra, rồi cái tội từ tham sân si mà ra, rồi cái tội từ giết hại chúng sinh mà ra, rồi cái tội mà ăn cắp ăn trộm mà ra, rồi cái tội mà nói ác, vân vân. Chuyển từ 10 cái điều xấu như vậy để trở thành 10 cái điều tốt, nên đây gọi là thập gì, thập thiện. Cho nên sám hối, sám hối tức là ăn năn, tức là hối lỗi. Khi đã ăn năn, khi đã hối lỗi rồi thì tội lỗi nó mới gì, nó mới được sạch. Nếu mà mình không ăn năn, mình không hối lỗi thì tội lỗi nó không bao giờ sạch được, mà không bao giờ hết được. Thế cho nên phương pháp của nhà Phật như vậy là sám hối. Sám hối khi các vị đã sám hối rồi, mà khi các vị đã thực hành những cái điều ấy rồi, thì đến bây giờ thì các vị mới được quy Phật, mới được quy Phật. Bây giờ các vị chắp tay vào, tên của mình là gì thì đọc ra nhé. Đấy, thầy đọc là Ngã Đệ Tử Con. Ngã Đệ Tử Con tận hình thọ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngã Đệ Tử Con tận hình thọ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngã Đệ Tử Con tận hình thọ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thế thì các vị lễ Phật rồi này, rồi các vị sám hối rồi này, thì đến bây giờ các vị mới được theo Phật, mới được theo Phật. Quy Phật, quy Phật tức là quay đầu trở về để mà nương theo Phật, để mà nương theo Phật. Quy Pháp tức là quay đầu trở về để mà nương theo Pháp. Quy Tăng tức là quay đầu trở về để mà nương theo Tăng, nương theo Tăng. Quay đầu trở về là gì? Ví dụ như là các vị ngồi đây, mà các vị biết là cái người con ấy mà bị bỏ rơi, cái người con mà bị lạc, hoặc là cái người con đó bị gì, bị những cái chiến tranh này, hoặc là bị những cái tai nạn như là nước này, như là lửa này, rồi như là những cái việc này việc nọ mà bị thất lạc cái người con đó. Thế cho nên là cái người bố, cái người mẹ đó rất ư là buồn và rất ư là khổ tâm, lúc nào cũng muốn đi tìm cái người con đó. Và cái người con đó thì lúc nào cũng muốn đi tìm cái người bố, lúc nào cũng muốn đi tìm cái người mẹ. Và cái người con đó rất ư là thiệt thòi, và cái người con đó rất ư là gì? Rất ư là nhiều những cái thấy mình không được bằng mọi người, tức là thiếu thốn cái tình cảm của cha mẹ, rồi thiếu thốn cái tình cảm của gì, của những cái lúc mà ốm đau, rồi những lúc
học hành và mọi cái công việc, cho nên không được cái người cha người mẹ giúp cho nên cái người con đó phải tự vận động mà tự phải tìm ra cái cuộc sống. Thế thì ngày hôm nay cái người cha đó đã gặp được người con đã gặp được người cha, cho nên rất là vui mừng và rất là hạnh phúc. Thì ngày hôm nay các vị quay đầu trở về để các vị theo Phật, các vị nương theo Phật cũng giống đúng như cái người con mà xa cha mẹ, ngày hôm nay mới biết quay đầu trở về với Phật, quay đầu trở về với Phật. Bởi vì làm sao như vậy? Bởi vì Phật là một người có cái tình thương bao la để mà thương hết tất cả chúng sinh mà muốn giúp hết cho tất cả chúng sinh. Thế cho nên là Đức Phật coi tất cả mọi người như là con ruột của mình, coi tất cả mọi người như là cái người con của mình vậy. Thế mà cái người con đó không biết quay về với cái người cha người mẹ để dạy dỗ, để chỉ bảo, mà để cái người con đó nương tựa vào cái người cha đó. Cho nên là cái người con đó rất cần người cha, rất cần người bố người mẹ. Thì ngày hôm nay các vị quay đầu trở về, các vị quy Phật cũng giống như người con quay đầu trở về để mà gì? Để mà nương theo Phật. Các vị nên nhớ điều này, nương theo Phật. Vì làm sao phải nương theo Phật? Bởi vì Đức Phật là con của vua Tịnh Hạng Vương. Nhưng mà ngài cũng không màng gì cái danh lợi, ngài cũng không màng gì cái quyền chức, mà ngài cũng không màng gì cái tiền bạc châu báu danh vọng ở đời, mà ngài chỉ có muốn đi tìm những cái lý lẽ và tìm những cái lời chân thật nhất để khuyên bảo dạy bảo cho mọi người tu và theo cái con đường mà ngài đã từng đi. Thế thì các vị biết rằng là ở Nam Định này, thời nhà Trần cách đây 700 năm, hơn 700 năm, thì có Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy, cùng với đệ Trần Thánh Tông là bố đấy, cùng với Trần Thánh Tông là bố, cùng với vị tướng tài ba lỗi lạc là Trần Thương Đại đã đánh thắng hai trận Mông Nguyên. Còn trận thứ nhất là do Trần Thủ Độ đánh với đệ Trần Thánh Tông đánh, tức là ông Độ, và đến hai trận sau đó là Trần Nhân Tông và Trần Thương Đại đánh trận Mông Nguyên. Như vậy khi đã thắng trận Mông Nguyên rồi thì phải nói với các vị là đấy là một ông vua anh hùng của dân tộc. Thế cho nên là một ông vua này rất được dân tộc nước Nam kính mến và kính trọng, và rất được các vị tôn xưng là một vị gọi là vua anh hùng của dân tộc. Thế nhưng mà ngài không màng gì quyền chức, mà ngài không màng gì danh vọng, mà ngài không màng gì đến địa vị, cũng không màng gì đến tiền của châu báu. Cho nên ngài đã nhường cái ngai vàng đó cho con trai là Trần Anh Tông rồi đi xuất gia tu hành lấy cái tên hiệu là Hương Vân Đầu Đà Điều Ngự Trúc Lâm Yên Tử, và ngài đã thành Phật và vị Phật sơ tổ của nước Việt Nam. Thế cho nên đến lúc ngài đi xuất gia thì ngài có làm một cái bài thơ của thuyền áo mão cân đai, tức là cái áo của vua đấy, áo là bà ấy, áo mão cân đai theo dòng nước, tức là ngài làm trong cái quăng trong cái suối Yên Tử ấy, cái suối Giải Hoàn ấy, áo mão cân đai theo dòng nước, chuông từ mõ trúc vọng chân không, Phật tháp vô biên tâm vô lượng. Thì ngài đã
sư tổ, đã thành vị sư tổ của nước Việt Nam, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và khi đó ngài còn làm những cái bài kệ là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, tức là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Ta là vua đó, nhưng mà ta vui đạo, ta vẫn vui đạo mà ta vẫn tùy gì, ta vẫn tùy duyên được. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, thế nên đói phải ăn, mệt thì phải nghỉ, mệt thì phải ngủ. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là đủ ăn đủ tiêu rồi thì đừng tham lam làm gì nữa, mà đừng tranh giành nữa, đừng đi làm những cái việc gọi là sai trái nữa. Thế cho nên là trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm, tức là đối với tất cả những cái sự việc đó, là vua này, là ngai vàng điện ngọc này, rồi quyền cao chức trọng rồi, rồi sơn hà hạn vị, tất cả mọi cái danh vọng đó, nhưng mà ngài có gì, ngài có ngó ngàng gì nữa đâu, có cần gì đâu. Đối cảnh không tâm, chớ có động thuyền. Thế cái nên ngài đã thành Phật. Đấy, cho nên ngài làm những cái bài thơ rất là nổi tiếng. Cái áo não tương lai đó thì các vị biết rằng là mọi người đều tranh giành để mà gì, để lên làm vua. Có khi là vợ giết chồng, là chồng giết vợ, rồi con giết cha, anh giết nhau, rồi tất cả mọi người đều phải chết, máu phải chảy thành sông, mà xương phải chết thành núi, để mà tranh giành cái ngai vàng. Thế mà ngài vứt luôn cả những cái áo lông vàng và tất cả những cái đai ngọc nó xuống suối luôn, suối Yên Tử luôn, còn áo mão tương lai theo dòng nước. Thì ngài nói rằng là cái ngai vàng ta coi như cái rể rách. Thế các vị biết rằng cái ngai vàng ấy mà không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu là các cái thế hệ để mà tranh nhau, để mà giết nhau, để mà chém giết lẫn nhau, để mà tranh đoạt. Ngài nói là cái gai vàng ta coi như cái giày rách, vợ con ta coi như là những cái bộ quần áo rách, không thể dùng được nữa, cho nên đem cái quăng bỏ nó đi. Cái gai vàng coi như cái giày rách. Đấy. Còn gì, vàng bạc ta coi như là gì, ta coi như ngói cả. Cho nên chỉ có những công vua ngộ đạo, mà chỉ có công vua hiểu đạo mới dám làm những cái việc đó. Cái ngai vàng coi như giày rách, vàng bạc thì coi như ngói cả, vậy vợ con thì coi như là gì, như là những cái quần áo rách không thể dùng được nữa. Cho nên là ngài mới vứt bỏ như vậy đi, áo mão cân đa theo dòng nước. Đấy. Chuông từ mõ trúc, ông còn dám bỏ cả những cái điện ngọc, ông còn bỏ hết tất cả mọi thứ để theo Phật. Thế cho nên mình quy Phật, theo Phật, tức là chọn con đường chính xác mà chính trái của Phật. Còn quy pháp thì không phải gì, không phải đọa vào ngã quỷ. Pháp tức là gì, tức là các vị ngày rằm, các cái ngày mùng một đó, các vị trong lên chùa mà tụng kinh, trong lên chùa mà tụng niệm Phật, hoặc là các cái ngày trai, hoặc là các cái đám tình mà các vị trong lên tụng niệm, để cho thân khẩu ý mà lúc nãy thầy vừa nói này, nó có 10 cái tội này, 10 cái tội gọi là phạm ác này, để cho nó trong sạch. Khi nó đã trong sạch rồi thì mình không thể đọa vào lòng ngoài ngã quỷ nữa. Quỷ là gì? Quỷ là cái loại ăn thịt người, quỷ là cái loại uống máu người, quỷ là cái loại là nó hay hành hạ con người, thế cho nên gọi là quỷ. Quỷ bây giờ hạn 12 đứa trẻ con nó đi học, nhưng mà cái đứa khỏe hơn, nó lớn hơn, nó đánh cái đứa yếu hơn là máu mè lên, nó đầy mặt lên, máu mè nó chảy hết cả ra người, rồi người nó thâm tím lên hết lại, đánh nó vùi dập, gãy cả chân, gãy cả tay. Người ta bảo ác như thằng quỷ, ác như thằng quỷ. Còn cái đứa nào mà đánh kia thì nó cũng bị như vậy, nó còn ác như con ma, đấy, chứ quỷ đấy, ma đấy, ác độc như vậy.
Thế cho nên là mình chăm đọc kinh của Phật để nghe lời Đức Phật dạy thì mình không phải đọa và làm bài quỷ. Còn mình đi theo băng là các sư đây này, các sư có mặt ở trên nhân gian này, bốn người thì gọi là gì? Bốn người thì gọi là tăng, năm người thì gọi là chúng tăng để mình theo chư tăng, để chư tăng chỉ bảo cho mình tụng kinh, chỉ bảo cho mình nhận Phật và chỉ bảo cho mình để theo Phật thì mình không phải đọa làm loài súc sinh nữa, đọa làm loài súc sinh nữa. Còn xin thưa với các vị là cái việc tâm linh ấy, cái việc tâm linh thì nó không hình không bóng, mà nó không có mắt, mà nó cũng không có mũi, không có tai, không có mồm, nhưng mà nó màu nhiệm chưa từng có, nó màu nhiệm chưa từng có. Nếu mà ai mà bị những điều gì đó để các vị biết rằng là đủ biết là cái tai họa nó gặp đến khôn lường, thế nên mình gọi là tâm linh, mới gọi là tâm linh. Tâm linh là gì? Tâm linh là những cái thần nó còn đang huyền bí, nó còn đang huyền bí, thế nên gọi là tâm linh. Và quy Phật tính, ngã đại tử con, tận hình họ, quy pháp kính, ngã đại tử con, tận hình họ.